có vốn, sẽ có nhà xưởng bảo quản và chế biến. Tại Tây Nguyên, chanh dây đang trở thành cây có lợi thế phát triển, diện tích tăng nhanh. Nếu như ở đồng bằng, cây chanh dây chỉ cho năng suất 10 tấn một hecta, thì ở Tây Nguyên có thể cho năng suất lên tới 40 tấn một hecta với chất lượng cao hơn. Đó là một trong những lý do khiến 5 năm trở lại đây, Tây Nguyên đã phát triển 7.500 hecta chanh dây, chiếm 30% diện tích chanh dây cả nước. Chanh dây được chế biến thành nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đến 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với hai sản phẩm xuất khẩu chính là quả tươi và nước ép cô đặc, đông lạnh, doanh nghiệp này hàng năm xuất khẩu khoảng 5.000 tấn chanh dây đến châu Âu và các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ. Xây dựng được thị trường xuất khẩu chanh dây dài hạn, sản lượng không giới hạn và có cơ sở bảo quản đã giúp doanh nghiệp tự tin hơn rất nhiều trong xuất khẩu hàng hóa. Khi mình có kho xưởng chế biến, thật sự là giúp cho mình rất chủ động trong vấn đề thu mua của bà con nông dân. Mình có thể cam kết, mình có thể hứa, mình có thể bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân được. Thì mình có thể là khi thị trường mà đi được là mình vẫn mua cho giá cao cho bà con nông dân. Khi thị trường đi không được là mình vẫn mua được giá tốt nhất cho bà con. Thông thường, tùy độ chín của quả chanh dây mà thời gian bảo quản ở nhiệt độ thường có thể đạt từ 7 đến 14 ngày. Nhưng khi được đông lạnh ở nhiệt độ khoảng âm 18 độ C sẽ bảo quản được 1 năm mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng chanh dây.